Vâng. Cháu đi đây. Vâng. Đấy các bác nhá, mất 40 phút để chúng ta có thể xử lý xong một cái thuê một cái tủ mà nó bị. Xin chào các bác nhá. Hôm nay cái tủ này nó bị mất một cái bộ chìa. Thôi, ba khóa bên trong rồi. Ba khóa mất bên trong rồi. Ở đây nó có hai bộ chìa nhưng mà nó bị mất một tủ. À mất một bộ chìa. Mọi lần bà không hay để bà hay để không hay khóa. Hôm nay không biết bà đi đâu. Đây, cái tủ này là tủ 12 này. Mất một. Ta sẽ đo thử tín hiệu xem nào. Mất luôn anh ạ, không có tín hiệu. Đây các bác nhá, các bác xem này, nó là quát trắng với quạt nâu à. Quạt trắng này. Ở đây nó là hai quát các bác nhá. Hai quát thì nghi bị lỗi quát lắm. Quát nâu này đang dùng được này, cái còn quát trắng này không dùng được này. Bây giờ phải xoay bút đã để mình kiểm tra cái hộp. Đây là tủ 12 thì chúng ta sẽ giật ngược về, nó là tủ 11. Cái nguyên tắc của Zippon này thì nó từ cái số to nhất nó sẽ lùi về cái số nhỏ nhất nhá. À, cái đường cam nó chạy hướng này. Từ tủ 12 ở góc này nó sẽ chạy về cái tủ 11 bên kia. Đấy, nguyên tắc cho nên là mình nghi là bị lỗi cái quát. Ở trong mỗi cái quát là nó có hai cái quát, nếu mà nó không được thì nếu mà chạy về cái góc bên kia mà cái quát quát trắng lúc nãy mà nó không xoay thông cái bút đến đấy thì chúng ta sẽ xoay thử cái quát của cái thằng sợi nâu của cái quát nâu ấy để mình đảo lại cái sợi.
đây thì chúng ta phải xác định cái là cái tủ này nó đang có hai bộ chia đúng không? Thì nó bị mỗi một bộ chia, tức là nó bị lỗi sợi. Đây là cái tủ 11 đây các bác này. Xem cái, ôi đây, nó bị gãy ở đây này. Đấy, nó bị gãy ở đây. Ui, ngắn, ngắn quá các bác. Không hiểu sao ở đây mà nó bị gãy ở đây. Vâng, em nghe rồi. À, thế chắc là do wifi rồi. Thế để lúc nào em qua em đuổi lại cho cái wifi nhá. Vâng, vâng. Đây các bác nhá, nếu mà chúng ta xoay không bút nó không đến cái tủ này thì chúng ta sẽ phải thực hiện là đảo cái quát. Đây, chúng ta sẽ đảo cái quát nâu này, đảo cái quát nâu này về cái tủ bên kia. Còn nếu mà nó xoay đến đây mà cái hộp này thông ấy thì chúng ta lại đi tiếp, đi về đến cái tủ số 10. Đấy, kiểm tra chỗ tủ số 10 xem nó có hàn thẳng hay không. Nếu mà hàn thẳng thì chúng ta đi tiếp đến hộp số 9. Đấy, nguyên tắc của cái Zipon nó như thế.
cái tủ này bẩn quá. Mấy em hôm nay có còn cầm dẹp đi. Này lâu lắm không được quét dọn với lại kiến, với lại mấy cái con thạch sùng nó vào, nó chui vào đây. Nó làm, nó cứ nghĩ đây là cái nhà của nó hay sao. Trứng của nó này. Thank you.
khe này nó khó cho vào lắm. Vừa mới chỉnh xong các bác nhá. Thì bây giờ sẽ nối. Và cái phương án xử lý tối ưu nhất ở đây ấy, thì chúng ta sẽ nối bằng diệp quang. Ở đây dây nó ngắn rồi cho nên là hàn không hàn được nữa. Nó hàn phải hàn ở đây, hàn phải có hai người cơ. Hai người mới hàn được. Chưa một người mà đi hàn cái chỗ này thì vì nó bị ngắn quá rồi. Một người phải giữ máy hàn. Bây giờ cắt ở trong này còn khó ấy. Đây các bác, để hai cái đầu của cái diệp quang nó bênh lên một chút nhé. Khi mà mình đẩy vào thì để cho nó kênh lên một chút. Đó. Khi mà làm xong thì chúng ta check tín hiệu. Check tín hiệu xem nó đã có tín hiệu lại chưa. Rà soát lại cái tủ này 12 này SP02 check. Ok, 23 rồi, 24. Alo. Hả? Ở chỗ nhà nghỉ Thế Huế em. Đang đây không hiểu sao mà nó bị đứt ở đây. Ok. Đây thấp nhất là 23 này.
230. Cái SP1 của nó là tín hiệu hai mấy đấy các bạn. À, tín hiệu mười mấy đấy. Thôi mình bấm lại cho nó. Tín hiệu thấp nhất là mười mấy. Ôi trời ơi, hỏng mẹ đây. Buồn thế nhỉ. Đi luôn cái dẹp quang. Không biết có còn cái nào nữa không. Dẹp quá đều. Mày còn một cái này các bạn. Giờ cấp cho cái dẹp đều quá. Vừa mới chọc một cái. Đã bay luôn cái dẹp rồi. Dịp ngày xưa cơ, dịp ngày xưa nó làm tốt lắm. Còn cái dịp quang bây giờ nó làm hơi đều. À, chưa gì đã thấy mắc cái gì ở trong này đâu. Chưa gì nó đã cảm giác nó bị mắc vướng cái gì ở trong này rồi các bạn. Ảo thế nhở. Đây. Ui giời. Nó làm ở đây. Cày nhở. Cái dịp ngày xưa là nó chiều dài này nó không ăn khớp. Nó không phải theo cái khớp như này. Lúc nãy để nguyên thì được. Lại muốn xem tín hiệu nó có xuống một tí không. Ở đây người ta gọi là cố đấm ăn xôi các bạn. Cố đấm ăn xôi. Đợt trước cái dịp này nó làm chắc chắn lắm. Dịp quang bây giờ đã hơi đều.
Đấy, mình vừa chọc một cái kim, cái tua vít điện vào mà hỏng luôn cả cái mới luôn. Buồn. Lúc nãy mình là nhà thấp nhất là 23 này, ui 25, 21 này. 24. Ui không được anh em ạ. Con thua rồi. Toang toang rồi. Em cứ đi đường cũ đi. Cứ đi đường cũ ấy. Cứ đi đường cũ là thấy anh mà. Chỗ đằng sau nhà Cương Anh nhà Cương. Lúc nãy mà để tín hiệu như lúc trước là ok. Lại hàm quá. Giờ nó lên hai mấy rồi. Hai tư này. Méo được anh ạ. Nó lại lên rồi. Em cứ đi qua đây á? Vâng. Em có ô tô à. Còn đoạn cam nào? Không. Hết rồi à? Trước còn 5m này anh đông à, tức thế nhỉ. Vừa lúc nãy được rồi anh lại bấm lại. Bấm lại giờ này lại toang hết rồi.
ứng cứu á. Đây trung tâm ấy. Ờ. Nhà nào bị hỏng à? Không có sự cố à? Ui, 23 rồi. 23 xuống 20. Bấm mãi nó mới xuống 20. Ngắn mất đoạn. Soi bút thì nó sáng lắm. Nó sáng chói luôn. Ở chỗ đầu phát á. Đúng rồi. Nó đừng phá, nó đừng như kiểu đèn pha. Nó không như kiểu đèn pha đâu. Lấy cho anh một cái dây thít ở trong túi của anh ấy. Dây thít nhỏ thôi nhá. Dây thít nhỏ thôi. Ở đấy có dây thít nhỏ đấy. Mất 3 dB nhưng mà sao một cái tủ đấy mà nó tín hiệu mà nó cao thế? Tủ đấy nó ngay ngoài đường ấy. Ở tủ. Tủ đấy đã bạn đã 20 mấy rồi đã. Chứ em đo cái cổng 421 đấy. Cái thuê bao mà có cả ông Diệu làm đó. Cho anh ném cho anh cái kìm phát. Ờ. Kìm đỏ. Kìm đỏ có anh ở trong đấy mà. Tìm lỗi ly cô ta. Hôm qua anh quên quá. Sửa sự cố nhà đấy. Buổi sáng thì quên cái túi đồ, buổi chiều thì quên cái kìm. Chả hiểu kiểu gì. Đợt này đầu óc chán kinh. Đang có mấy cái triển khai ấy. Có một cái triển khai vừa đấu. Hôm nay thứ mấy rồi nhỉ? Thứ 6 rồi. Thứ 6 thì thứ 2 chắc là có cáp về thôi. Mấy nay cũng có cáp đâu mà kéo mà. Hôm qua anh định kéo cái thuê bao bên kia nhưng mà không có cáp. Em anh Diệu kéo bao nhiêu? Lại thôi. Mấy nhà? Triển khai mấy nhà cơ? Qua anh ấy vào cũng quanh đấy. Ờ. Hai người kéo. Hai người kéo thì nó dễ hơn. Một người thì căn bản ở đây nó tuyến nó xa. Chạy đi chạy lại hết thời gian.
Em ở đây nhá, để anh vòng chạy ra đây để anh lấy cái ấy đó, lấy cái bút xoay đó. Alo. Chưa anh ơi, N13 ạ. Bảo bạn. Đấy các bạn nhá, bấm thì lúc nãy bấm bị lỗi. Cho nên là lúc đầu thì tín hiệu là đó, nhà thấp nhất là âm 23 này. Em á. À. Tín hiệu âm 23. Nhưng mà có một số nhà là âm 26 nên cố bấm lại. Lúc sau bấm lên 26. Tiếp theo thì bấm lên 30. À. Và bây giờ lần thứ tư thì thành công. Nhà thấp nhất là âm 20. Và đã xử lý xong cái tủ cáp này. Thì cái trình tự nhá các bạn nhá, trình tự chúng ta sẽ phải kiểm tra. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra xem cái tủ đấy nó bị đứt hẳn hay là bị đứt đứt từng sợi. Sau rồi chúng ta sẽ đi tìm cái tuyến cáp như này. Nguyên tắc của Zipon thì là từ cái tủ to nhất nó sẽ lùi về 12, 11, 10, 9. À, nguyên tắc nó như vậy. Còn nếu mà anh em nào không biết thì anh em lần theo cái cáp ở trên cái cột này. Đấy, mình đi ở dưới này, cái cáp to kia mình nhìn thấy nó mà. 3, cháu vừa vào. Lại phải treo. Mọi lần thấy bà không hay khoa cổng. Cháu cứ tưởng bà đi đâu ấy. À. À. Và nó đuổi gà bà ra. À, bọn nó muốn để cho nó chọi à? À, nó bị định bắt đấy. Và cháu đi đây. Và đấy các bác nhá, mất 40 phút để chúng ta có thể xử lý xong một cái tủ mà nó bị đứt sợi quang. Đấy. Nguyên tắc thì các bác cứ xoay bút từ cái tủ mà nó bị mất, xong chúng ta tuần tra một lần, xong đến những cái tủ mà gần nhất của nó ấy, để chúng ta kiểm tra xem nó có bị đứt ở đấy không. Chứ anh em lại các bác lại cắt ra xong rồi các bác đo bằng máy thì nó rất tốn thời gian. Chẳng hạn như nó đứt lìa ra lại các bác lại phải hàn hai lần. Đấy, cho nên các bác phải xoay bút mà chúng ta sẽ đi tìm trước. Bởi vì đứt cáp to này thì nó dễ tìm hơn so với cái cáp nhỏ kia. Rồi video hẹn các bác ở video tiếp theo nhá.